Rồi tôi xin chào tất cả tám cộng thủ đã mừng cách thường tổ quốc. Hôm nay tục ra một clip gồm 22 mấy câu anh em. Thì 22 mấy câu này chia cho anh em câu luôn. Thì có vài máy là máy có nông nha mọi người. Đó. Có những máy này là còn đầy quạt kit 4.000. Rồi điểm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không đúng clip em lên á thì anh em gửi về cho em. Rồi cảm ơn anh em. Cảm ơn mọi người. Có máy số 1. Thì có máy số 1 lên cho mọi người một con máy Daiwa. Thì con này một con Daiwa Grand. Đó. Thì con Daiwa Grand thì có xe tương đương gây tầm khoảng 3.000 nha anh em. Cước 3 được 150m, cước 4 được 100m. Đó, gây tầm khoảng 3.000. Xe máy còn rất là ok anh em, ngoại hình còn rất là ok. Đó, tương đối vẫn có xuất sắc nha. Mobil là mobil sống nè. Đó. Hàng này hàng của Nhật sản xuất nha mọi người. Đó. Hàng của Nhật thì hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Mượt hơn hàng của Thái và hàng của China sản xuất. Rất là mượt luôn mọi người. Thì con này về cho anh em cục tôm, câu lua, câu iso, cần tay chở máy. Rất là ok, thích hợp. Khoa dính nha mọi người. Đó. Máy hoạt động rất là êm nha mọi người, êm và tầm. Rồi, giá máy thứ nhất giá là 350k cộng ship nhé. Máy số 2. Máy số 2 em đây cho mọi người một con máy Daiwa Liberty. Thì con Daiwa này một con Daiwa 2506, máy cối nông. Hàng này hàng của Daiwa Việt Nam xuất Nhật. Thì con Daiwa này có bê số 0.8 á, vô được 140m. Nếu anh em đánh bê số 1, 1.2 thì chắc được cỡ 100m nha anh em. Đó. Nồi thì nào có nông, có dây bê tặng cho anh em luôn nè. Đó. Thì máy có xuất sắc nha anh em, máy có xuất sắc li ti. Đây. Thì anh em có thể mua về câu lua, câu tôm, câu chép, câu hanh đều thoải mái nha mọi người. Máy rất là mượt luôn. Thì con này có ABS nha anh em, có ABS. Máy ABS. Máy ngược ok nè, đó, được pha ABS nè, đó, pha dính nè, đó. Rất là ok nha mọi người. Đó. Mượt khỏi bàn. Rồi, máy số 2, giá công khai là 400 nha anh em, 400 cộng ship máy số 2. Theo máy số 3 nha anh em. Máy số 3 em lên cho mọi người một con Naui, thì một con Naui 1000 nha anh em, Naui 1000. Đó, máy từ cao. Thì nồi nó bị mối ăn nhẹ nè mọi người. Đó, bị oxy hóa. Đó, những con máy mà em nghi nó bị oxy hóa thế này nè, về em tháo cước hết cho anh em luôn. Đó, tháo cước cho anh em soi trong nồi đó. Chứ để cước cho anh em cũng được, nhưng mà thôi, về tháo ra cho anh em dễ ha. Dễ xem máy ha. Thì con Naui này 1000, cước số 1.5 á, giờ được 100m nè. Đó. Đó, máy hoạt động rất là mượt luôn nè. Đó. Cái này về chi anh em câu Ikada, câu iso, cần tay chở máy, câu Hachi. Đó, anh em có thể câu lua cũng được. Máy rất là mượt. Máy ngược ok. Máy KBS đầy đủ như nè. Đó, pha dính. Thì con Naui này của Malaysia sản xuất nha. Đó. Mobile là mobile sống. Đấy cước ok. Con lăn còn rất là sáng luôn. Rồi, giá công khai máy số 3, giá là 550k anh em, 550k cộng ship, máy 1000, hoạt động mượt. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người là một con Ryobi. Thì con Ryobi này của Nhật sản xuất nha anh em. Dạng đời cao, cấu tạo nè, rất là độc. Đó. Thì con Ryobi này có xe tương đương tầm khoảng 2.000 nha anh em. Cước số 2 được 150m, cước số 3 được 100m. Một bên là một bên sống, lấy cước ok, máy đề cao, KBS. Đó. Thì con này vẫn thích hợp nên câu lua nha mọi người, câu lua. Đó. Câu chẽm, câu lóc. Đó. Câu iso, cần tay chở máy, hành cháp đều thoải mái nha. Máy hoạt động thì mượt mà rồi. Đó. Máy hoạt động em bao mượt mà với anh em nha, nhưng mà ngoại hình thì có xước sát nha. Ngoại hình có xước sát, đây. Đó, xước sát. Thì những máy này thì không tránh khỏi rồi, nhưng mà anh em không quan trọng ngoại hình, câu quan trọng là cái chất lượng hoạt động thì ok, em bao hoạt động luôn. Đây, con lăn lăn hoạt động mượt mà, ABS đầy đủ, quay ngược ok, quay tới ok. Rồi, giá công khai mã số 4, giá là 450k cộng ship nha, 450k cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5. Máy số 5 lên cho mọi người một con máy Bento, một con Bento. Thì con một con máy Shimano 3000. Đó, XT.
thì con này vẫn của Malaysia sản xuất. Thì những con máy này nè, đó, hoạt động rất là khỏe. Đó, anh em là tập lua thì anh em nên lấy con này về đó. Đầu tư lúc đầu thì đầu tư nhẹ nhẹ thôi đó, anh em câu có cá rồi mới đi lên đời. Thì những con này thì chia cho anh em cọc lua tập lua đó, máy 3000, cước số 3 được 150m, cước số 4 được 100m, ngoại hình còn tương đối sáng, nồi thì dành dứ nè anh em, bao đẹp nhá. Đèn trên thì bị muối ăn nhẹ nè, bản máy thì soi kỹ cho anh em, tay quay muối ăn gỗ nha. Đó, thì anh em về câu lóc câu chẽm thoải mái nha nè, máy hoạt động rất là mượt nha. Đó, ABS đầy đủ, khóa là dính, quay ngược ok, quay tới ok. Thì con này được sản xuất tại Malaysia nha anh em. Rồi, giá công khai máy số 5, giá là 450k cộng ship nhé. Theo máy số 6, thì máy số 8 đây cho mọi người một con Shimano Alex. Thì con Shimano Alex này, một con Shimano xây 3000, cước số 3 do được 150m, nồi thì muối ăn nhẹ nè. Đó, máy sau em soi cho anh em vậy luôn. Dành trên thì mới nha mọi người, dành trên thì mới. Con này thì vẫn cho anh em cọc lua, đó, câu lua. Thôi anh em câu lăng xê thì mấy máy này cũng câu rất là ok nha. Cho lăng xê tra chép mấy con Shimano này kéo bao khỏe luôn. ABS đầy đủ, phá là dính. Rất là mượt nha mọi người. Hàng này hàng vẫn của Malaysia sản xuất nha. Mọi chức năng hoạt động ok, quay ngược quay tới ok. Thì con nào lỗi chỗ nào thì báo anh em cho đó. Thì con lăng cũng còn sáng nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai máy số 6, giá là 450k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 7. Máy số 7 đây cho mọi người là một con máy của Daiwa. Đó, một con máy Daiwa Legion. Đó. Thì con Daiwa này, một con Daiwa 3500, có xe tương đương tập khoảng 5000 nha anh em. Đó. Thì xây máy á, thì đã của em á, thì em đọc thông số mà nó vô được 150m nè. Đó. Thì cước số 5 vô 150m thì em đánh con máy này xây 3 xe 5000. Đó, giống như những con Shimano nè. Đó. Cứ cước số 3 máy 3000 thì cước số 3 vô 150m. Đó. Thì đó là theo em nha mọi người. Đó, anh em về thấy máy nhỏ máy lớn thì anh em có thể nhắn tin phản hồi em. Nếu không ưng thì em nhận máy lại nhé. Đó. Thì con Daiwa này xây tương đương với 5000 Shimano. Đó. Thì con Daiwa này một con Daiwa của China xuất Nhật. Đó, Legion. Máy hoạt động thì chân chu rồi, rất là mượt luôn. Đó. Con này thì có một số anh em lấy đi câu lóc nè, rất là ok nhé. Con lăng còn sáng, tổng thể qua hình thì có xuất sắc ít nè. Đây, xuất sắc nè, rất ok, hoạt động tương đối ok. Đó. Không, mô bên là mô bên sống. Đấy, cực ok. Rồi, giá công khai máy số 7, giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship máy số 7. Tiếp theo máy số 8. Máy số 8 lên cho mọi người một con máy Daiwa, dòng Daiwa Emblem. Thì dòng Emblem này thì một dòng máy 2000C, dòng máy body. Đó, cái ABS đầy đủ. Máy nhỏ gọn, đây, nằm trong bàn tay em luôn nè, đó, và nhỏ. Thì con này của Nhật sản xuất nha anh em. Thì con này 2000 chia anh em câu lua nhé, câu lua hành chắp câu iso cần tay chở máy để cước ok, rất là khỏe luôn nha mọi người. Con lăng còn mới bóng nè. Thì con này có ABS xây tương đương với 2000, cước số 2 được 150m, cước số 3 được 100m, tổng thể ngoại hình thì còn rất là ok anh em, sáng bóng đứt tới đây không bị sức nhiều luôn. Tay quay cái bị sức nhâm nè. Đó. Nhưng mà chất lượng hoạt động thì rất là mượt luôn. Đó. Những con emblem này thì khỏi bàn. ABS khá là dính. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Khỏi bàn về chất lượng hoạt động nha mọi người. Rồi, giá công khai máy số 8, giá là 900 nha anh em. 900 cộng ship máy số 8. Tiếp thêm lên cho mọi người là con máy số 9 nha anh em. Con số 9 thì con số 9 em lên cho mọi người một con Shimano Biomaster 2000. Đó. Thì hai nồi nha anh em, hai nồi đều nồi 2000 hết.
thì tùy theo địa hình địa điểm của anh em câu, thì anh em có thể vô một nồi cước lớn một nồi cước nhỏ nha anh em. Thì con này cước 2 vô được 150 m, cước số 3 vô được 100 m đó. Thì tổng thể ngoại hình máy còn khá là ok nha anh em. Nồi này còn rất là bóng nè, đó. Nồi thì bóng, nồi này bị muối ăn nhẹ chỗ này nè. Đây, rất là nhẹ luôn. Dành trên thì đẹp nha mọi người. Thì những con Shimano màu trắng này nè, đời trước hoạt động rất là mượt luôn đó. Câu rất là bền. Màu trắng ngọc trinh, hàng của Nhật sản xuất cho anh em, Hansepen. Master, ABS đầy đủ, phanh đầy đủ, tay quay nấm gỗ, hoạt động mượt mà. Trời nấm gỗ nè. Rồi, giá công khai mã số 9, giá là 1 triệu 3 nha mọi người, 1 triệu 3, máy 2 nồi. Tiếp theo mã số mừng. Con số mừng lên cho mọi người là một con Shimano Biomaster. Thì con này một con máy đua chuột, có hỗ trợ xả cước nhanh nè. Đó. Ngoại hình thì còn tương đối với anh em, ngoại hình tương đối nha. Đây, sau giờ này xem. Những con ốc này nguyên zin hết nha mọi người, nguyên zin, hàng của Nhật sản xuất, thành Japan, còn lăn còn đẹp. Thì con này một con đua chuột xả sau, đó. Con này dạng cho anh em câu lóc, câu chiên săn chép nha mọi người. Con này có xả cước nhanh thì chiên cho anh em câu chép, đó. Câu cha, câu lăn xê thoải mái nha. Thì con này nồi nó bị xước chỗ này, đó, đây, xước chỗ này. Thì cước số 3 được 150 m nè, nè bị xước chỗ này nè. Muối ăn dành ngoài thôi nha mọi người, chứ dành trong thì ok nè. Nè bỏng nha, tiếng rắc của nó nghe cũng rất là đã luôn nè. Thì máy hoạt động trơn tru rồi nè, không còn gì phải bàn, rất là mượt luôn nè. Bay ngược ok nè, nè ABS đầy đủ nè, pha dính nè, nè. Dạng này câu chép là còn gì bàn nữa. Đó, câu chép có thể câu lăn xê, câu cha, câu lua thoải mái. Đó, những xe máy thế này rất là tiện đánh nha anh em, đa thể loại luôn. Đó. Rồi giá công khai máy số mừng, giá là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu cộng ship. Thì anh em cần báo em chụp cận cảnh những cái chỗ lít xước cho anh em nhé. Tiếp theo máy số 11. Máy mua bọc lên cho mọi người một con máy Shimano Biomaster, một con quẳng một con máy đua chuột, máy đời cao, có xả cực nhanh. Đó. Thì con này là một con Shimano Biomaster 4000, cước số 4 như được 150 m, cước số 5 như được 110 m. Thì máy này ngoại hình nó mới tương đương với khoảng 93-95% nha anh em. Nút châm dầu nè, nồi nè, rất là mới luôn. Phần sau cái này đó, sáng bóng nha mọi người đó. Tay quay ok. Thì con này một con đời cao, hàng của Malaysia sản xuất nha anh em, hàng Malaysia sản xuất đó, rất là mới luôn, mới bóng. Bobin là bobin sống nè, xả cước nhanh nè đó. Chặt nhẹ qua đây cái là cứng liền đó. Thì máy hoạt động đây nè, những con này thì hoạt động rất là mượt, mượt quẩm nè đó. Chân chu rất là mượt luôn, khỏi bàn. ABS đầy đủ như nè, pha dính đó. Quay ngược ok nè đó. Quay tới ok nè, rất là mượt. Rồi giá công khai máy số 11, giá là 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu có 11. Tiếp theo mã số 12. Máy 12 em lên cho mọi người một con máy Daiwa. Thì con này một con Daiwa Louis, một con hàng của Thái Lan xuất Nhật. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 1000 nha anh em, 1000 rưỡi nha. Cái nồi chính của nó đây, nồi đi theo máy đây. Daiwa nó bị tẩy cái tên rồi, với thông số rồi nên không có đón được nha mọi người. Nồi này chắc nồi cối nông.
nồi ra tầm khoảng 1000 thôi nha anh em. Mua bên là mua bên sống nè, tiếng nghe rất là đã luôn. Đấy cước ok, thì nồi này nồi 2000 nha anh em. À, gắn vô vẫn thích hợp vô máy nha. Đó, nồi 2000 của Dewa Louis, có dây bia tặng cho anh em luôn nè. Đó. Nồi này thì bao mới rồi, bao mới, bao bị mối ăn luôn. Nồi 2000 thì 2000 thì cước số 2 cho được 150 m nha. Máy thì hoạt động chân chu êm mượt, có thành chống ngã nè. Đó. Chống sức máy. Tay quay dặn, tay quay chiếc cốt nha mọi người. Đó. ABS đầy đủ. Đây. Quay chiếc cốt. Thì con này thì thích hợp câu lua nha anh em, câu lua, câu chẽm, câu lóc. Câu ISO, cần tay chợ máy. Đánh câu hanh, câu cháp đều rất là ok nha mọi người. Đó. Máy rất là nhỏ gọn luôn. Cốt của nó là đương nhiên cốt to nha anh em. Cốt to dạng đây qua. Kit. Có mặt đạn hỗ trợ trong đây nha mọi người. Đó, cốt trợ lực. Rồi, giá công khai máy số 12, giá là 1-2 triệu nha anh em. 2 triệu máy số 12. Tiếp theo lên đây. Lên đây em lên một cặp. Tiếp theo máy số 13. Máy số 13 em lên cho mọi người một con Daiwa. Thì con Daiwa là một con Daiwa đời 2018 nha anh em. Đời 2018 chứ anh em về được một cặp. Đó. Thì hai máy đều như nhau. Cùng thông số. Có túi sách hướng dẫn. Đó. Túi sách hướng dẫn hòa hợp. Thì điểm vô chi tiết cụ thể máy cho anh em xem. Thì những con máy này thì đó là có chế độ 3 tuner sạc cực nhanh. Có xe tương đương ra tầm khoảng ngàn, xe tương đương ra tầm khoảng 3000 nha anh em. Cước 3 được 150 m, cước 2 được 200 m. Be thì be số 1 vô được 280 m, be số 1.5 vô được 200 m. Đời 2018 thì con này nó dòng tua của nó là 5.1.1, nặng là 320 g. Tải mát là 6 kg nha anh em. Tiếng rắc của nó là 6 kg. Ba mặt đạn nha. À, thông số. Hàng của China sản xuất, xuất riêng cho thị trường Nhật nha anh em, Tokyo Japan. Đó. Thế này, hai máy nha. Đó, máy số 13 và máy số 14 như nhau. Đó. Tổng thể ngoại hình rất là đẹp luôn. Thì những máy này ba tuner mọi người sẽ cực nhanh. Thì quay là tự đập nè, đó. Tiếng rắc của nó nghe cũng rất là đã nha mọi người. Đó. Đây, đó, sạc nhanh nhé. Đây, cứng đây nè. Đó. Thì máy hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Dạng này chiên em câu chép. Đó. Chiên về câu chép anh em. Câu chép. Câu hành cháp, câu lăn xê. Thoải mái nha. Máy rất là mượt luôn. Mượt và đẹp. Thì con này của China sản xuất. Tổng thể màn hình đẹp. Thì những con máy này nè, máy đời cao thì nó được sơn là sơn ánh kim nha. Để em bật cái ánh kim nó lên cho anh em xem rồi. Đây, được sơn ánh kim nha, rất là đẹp luôn. Đó. Ngoại hình còn rất là mới nha anh em, máy chưa qua sử dụng, hàng trưng bày. Rất là đẹp luôn. Bao đẹp. À, sơn ánh kim nha mọi người. Rồi, con thứ số 13 giá 1.8 triệu. Và con số 14 vẫn vậy, về được một cặp. Đó, sơn ánh kim. Đó. Con số 14 giá vẫn là 1.8 triệu nha anh em. Tiếng rắc của mobile nha, nghe rất là đã tai luôn. Đó. Rất là mới luôn. Hoạt động thì hai con này hoạt động em bao hoạt động nha, bao hoạt động, bao mọi chức năng luôn. Đó. Rồi, giá con 14 giá cũng là 1.8 triệu nha. Tiếp thêm lên cho mọi người máy số 15. Tôi làm lên cho mọi người một con máy Shimano C3000. Thì con này một con máy dòng C, dòng máy body. À, máy còn túi hộp sách hướng dẫn và hình như là có lông đền đi theo máy luôn. À. Đầy đủ nha anh em, đầy đủ phụ kiện rồi. Đây. Thì con này dòng tua nó là 5.0.1, 4 mặt đạn, thông số nó đây. Thì cước
số 3 giao động 150m, cước số 4 giao động 100m. BE thì BE số 2 giao động 180m, BE 105 giao động 170m. Đó. Một con máy của Nhật sản xuất. Đây, Mercedes-Benz. Thì con này một con máy siêu lướt luôn, đó, dạng siêu lướt. Thì nó có cước vô nè, đó. Máy còn rất là đẹp luôn. Mercedes-Benz hàng Nhật. Tích nó bị xước nè, không bị xước luôn, xước rất là ít nha mọi người. Đó. Máy dạng siêu lướt đây, con lăn đẹp. Tổng thể con này đẹp ghê, tao đó tầm khoảng 93-92% nha anh em. Tiếng rất ok. Dạng máy này cũng dạng máy ánh kim nha anh em, sơn ánh kim. Thì máy hoạt động chân tru rồi. Dòng Otega thì bao hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Anh em nào câu lóc, câu chẽm thì lấy con này về. Đánh rất là ok nha anh em. ABS phá dính nè, rất là mượt. Mượt khỏi bàn. Bên ngược ok. Đó. Về tới ok. Đẩy cước ok. Để thôi nó cũng quay nè. Đó. Rất là ok nha mọi người. Rất là mượt luôn. Có nút chăm dòng. Rồi giá con máy số 15. Giá là 2.3 nha. Tiếp theo máy số 16. Con 16 lên cho mọi người là một dòng máy của Shimano. Thì con này một con Sepia BB C3000X. Thì dòng máy này một dòng máy C. Vẫn là dòng máy body nhưng mà nó cổ như là cổ nông nha anh em, cổ là cổ nông. Thì thông số đây anh em, cước BE BE 0.8 giao động 150m, BE số 1 giao động 110m. Thì anh em đánh BE số 1 anh em câu lóc chẽm là đánh thoải mái rồi. Đó. Thì con này được sản xuất tại Nhật nha anh em, Mercedes-Benz. Máy hoạt động anh em rất là mượt luôn. Có nút châm dầu nè, có phanh ABS đầy đủ nha. Máy đổi trái phải bình thường nha mọi người. Đó, phanh ABS đầy đủ. Thì con máy này vẫn là một con máy được sơn ánh kim. Hình như là con này đời 2010 nha anh em. Đời 2010, 2011 vậy đó. Để bật cái ánh kim nó lên cho anh em xem. Máy đây mọi người. Đây, máy được sơn ánh kim nha. Thì những con máy này anh em ra nắng câu á, nhìn là nổi bật liền. Đó. Hàng nguyên sinh của nó nha anh em. Rất là đẹp nha. Rồi, giá công khai máy số 16 giá 2.000.000 nha anh em. 2.000.000 cộng ship máy số 16. Thêm lên cho mọi người là con máy số 17. Thì máy số 17 lên cho mọi người một con máy Daiwa Shigata. Thì dòng Shigata này là một dòng máy chuyên cho anh em cậu cá, đánh nhít biển nè, câu lóc, câu cha xếp, câu cha, câu chép, săn hàng. Anh em có thể câu lục cũng được. Thì con Shigata là một con máy của China xuất Nhật nha anh em, hàng China xuất Nhật. Đây, con này hàng siêu lướt luôn, siêu mới. Nồi nó rất là đẹp nè, đó. Tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em. Đó. Lăn rất là ok luôn. Rất là đẹp nha. Thì con này có một số anh em câu lóc rất là ok nha mọi người. Đó, nó không có thua dòng kit đâu. Đó, đời cao hơn dòng kit nữa. Thì con này có sẽ tương đương ra tầm khoảng 5.000, cước số 5 giao được 150m, cước số 4 giao được 200m. Tổng thể ngoại hình ra đâu đó tầm khoảng 93% nha anh em. Rất là mới. Hoạt động thì chân châu rồi. Rất là mượt. Mượt mà. ABS đầy đủ nha nè. ABS đầy đủ. Pha dính, pha dính. Tay quay nấm tròn nè. Bự. Rất là mượt nha. Quay ngược ok. Đó. Cốp là cốp to. Đó. Dạng anh em cốp trợ lực nè. Đó. Trợ lực nồi. Rất là mượt luôn. Rồi giá công khai mã số 17 giá 2.200.000 nha anh em, 2.200.000 mã số 17. Tiếp theo lên trên đây. Đó. Tiếp theo lên cho mọi người là mã số 18.
thì có 18 ra cho mọi người một con Ferox. Thì con Ferox này là một con Ferox 5000 SW, một con máy cho anh em câu biển, câu gần, câu dít. Thì dòng SW là một dòng máy kháng muối nha anh em, kháng muối kháng nước của Shimano nhé, dòng máy đời cao. Máy hoạt động rất là mượt nè. Thì máy 5000 thì cước số 5 chỉ được 150 m. Thì con này nó đánh dây số BE, thì BE số 3 nó vô được 240 m. Thì BE số 3 thì anh em đánh vô tư rồi. BE số 3 anh em có thể tải cá rất là cao luôn. Anh em con này về có thể câu lóc, câu lua, đánh dứt biển, câu tra chép thoải mái nha. Thì con là một con Ferox hàng của Malay sản xuất nha. Tay quay cốt dẫn nè. Rất ok nha. Tổng thể ngoại hình con này có xuất sắc nha mọi người, có xuất sắc li ti nè. Thì anh em cần báo em chụp cảnh để cho anh em xem nhé. Thì giá con mã số 18 giá là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu mã số 18. Tiếp theo mã số 19. Con 19 lên cho mọi người là một con máy Daiwa Kit. Thì con này được rất là nhiều anh em đặt nè. Dòng kit khá là nổi tiếng. Thì con kit 4000 hàng của Japan sản xuất, hàng của Nhật. Nồi anh em. Nồi còn rất là mới nha mọi người. Không lỗi lầm. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 6000, cước số 6 được 150 m, cước số 5 được 200 m. Thì hoạt động thì bao mượt rồi. Con này em bao mượt luôn, bao hoạt động bao mượt, chưa độ chế gì lại, chưa độ chế sơn lại luôn. Đây máy có xước sát nè, sơn nó đây, xước sát sơn thôi nha anh em. Con lăn vẫn lăn rất tới đây, vẫn có xước sát sơn. Cấu tạo nồi thì phần trên đây thì còn rất là mới nha anh em. Đó thì anh em nào tay nghề cao thì anh em bớt dứt sơn này lại cái này xong. Đó, thì em để quậy. Nồi còn rất là mượt, hoạt động rất là mượt luôn. ABS đầy đủ, quay ngược ok, quay tới ok, máy êm thì thầm, cốt vẫn là cốt to nha nè. Cốt vẫn là cốt to. ABS đầy đủ nha nè, ABS phá đầy đủ. Rồi giá công khai máy số 19 giá là 2,8 triệu nha nè, 2,8 triệu máy số 19, một con Daiwa Kit. Mọi người có máy số 20 nha anh em, một con máy Daiwa Emblem. Thì con này còn túi luôn. Còn túi nha mọi người, còn túi sách hướng dẫn. Còn túi sách hướng dẫn. Hàng Daiwa, hàng của Nhật sản xuất. Thì con này một con Daiwa của Bến Nông. Nó in Japan. Thì thông số nha mọi người. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 8000. Cước 8 với đường 150 m, cước 6 được 200 m, vòng tua là 4.2.1, một vòng thu được 100 cm, nặng là 640 g, 5 vòng bi, tải của nó 15 kg, tải mát là 20 anh em. Thì con này hai nồi nha mọi người, đặc biệt là hai nồi. Hai nồi cùng thông số đó, anh em thích hợp cho anh em chỗ chỗ nào luôn. Tùy chỗ anh em, tùy địa điểm anh em câu, có thể câu cước lớn và câu cước nhỏ nha. Không thôi một nồi anh em có thể đánh BE, một nồi anh em có thể câu cước. Đó, rất là thuận tiện nha. Nồi thì còn nguyên bóng nha anh em, bóng mới, chưa bị muối ăn. Đó. Nồi cũng vậy, rất là mới luôn. Loại này thì chuyên cho anh em câu lục này, hay Japan, hay của Nhật. Thì con này có xước sát chỗ này nha mọi người, xước sát dâm nè. Đó. Xước dâm chỗ này, bên đây cũng vậy. Đít thì có bị xước một ít nè. Tổng thể còn lại ok hết nha anh em, tổng thể lại ok hết. Còn lăn mới bóng. Máy hoạt động trơn tru rồi. Rất là mượt luôn. ABS đầy đủ nha nè, ABS chống gói cước đầy đủ nha. ABS phá dính, hoạt động rất là mượt luôn.
thì anh em có thể nghe tiếng kịch kịch là cái dòng gói cước cái này nè, nó tự bật nha. Đó, khi quay nó tự bật. Rồi, giá công khai mã số 20, giá là 2 triệu nha. Tiếp theo mã số 21. Con 21 là cho người quẩn một con mãi cối nông, một con đai qua long long ben. Thì con đai qua long ben là một con mãi cối nông. Thì mãi này có xước xác anh em, mãi có xước xác bị nổ sơn nè. Đó. Mãi có xước xác bị nổ sơn nè, đó thấy không? Đất con bị xước xác nè. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 8.000, cước 8-150m, cước số 7 với được 170m. Tổng thể mãi có xước xác. Dòng tua 5.1.1, mắc tem bên đây, hàng này hàng quản hàng của Nhật. Được cái là mãi hoạt động chân châu. Đó, hoạt động ok nha mọi người. Đó, anh em có thể câu lục, câu bạc bờ biển. Đó. Câu tra chép điện thoải mái nha, con đằng C. Con lăng xứ đen nè. Đó. Con lăng bình thường nha. Rồi, giá công khai máy 21, giá là 800 anh em, 800 cộng ship. Tiếp theo mã số 22. 22 là cho mọi người một con máy đây qua long ben. Thì con long ben là một con 5 ben 5000. Thì có xe tương đương ra tầm khoảng 11-12.000, cước số 12 vô tầm 170m, cước số 10 vô tầm 200m. Thì hàng này thì dạng hàng khủng rồi, đó, chi anh em đánh bạc bãi. Đó. Máy khá to, hàng hàng của Nhật Japan nha anh em, hàng Đài qua. Thì con này độ mới nó đâu đó ra đâu đó tầm khoảng 90-92% anh em, rất là mới luôn. Xước cái này ít nè, đó. Đít nó đây. Đó, dính nhớt này nè, chưa vệ sinh nữa nè. Đó. Tổng thể rất là mới nha. Dòng tô của nó là 4.6.1 nha. Nồi ở trên là đẹp. Con lăng vẫn là dòng sứ đen. Đó, còn lăng bình thường. Hoạt động là chân chu nha anh em. Đó. Mô bên là mô bên sống. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai mã số 12, giá 22, giá là 1 triệu 2 nha nè, 1 triệu 2 hãy số 22. Rồi, đó tổng cộng 22 con máy em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt, lại xuống thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.